vẫn có thể tạo bằng mã PHP đều được nhá, trang PHP đều được nhá. Tức là cái trang PHP này nó vẫn hỗ trợ các anh các chị, nó vẫn hỗ trợ cho các anh các chị cái phần thiết kế giao diện của HTML. Chưa? Đấy. Các anh các chị chọn grid này, các anh các chị chọn PHP nhá. Nào, chọn PHP này. Sau đó các anh các chị chọn mục grid cho mình. Chưa? Đến đây chúng ta tạo cái gì? Chúng ta chọn cái gì các anh các chị? Đây. HTML này này. Xong vào đây luôn đúng không? Vâng, insert. Đây. Xong đến đây này. Sau đó các anh các chị vào phần design để các anh các chị làm sao? Design đấy. Vâng. Tạo form. Thế nó phải cái phần gì đó đúng không? Nhưng mà lúc nãy mình phải vào HTML. Design để tạo form. PML. Bây giờ họ vào. Sau đó chúng ta vào mục tí để chúng ta tạo form nhỉ. Vào design. Vào cái gì các anh các chị? Đây. Vào insert của chọn gì? Table. Form. Chọn form. Đúng không? Form. Sau đó chúng ta chọn cái gì? Cô chọn form luôn mà cô không có tạo không đồ tạo bảng ấy anh. Button. Tức là chỉ tạo cái trước hết là các anh các chị bình thường là các anh các chị chọn cái text field này để các anh các chị tạo form luôn. Các anh các chị hoàn toàn có thể chọn form trước để nó tạo ra một cái khung form. Đây. Mình vừa mới chọn form để nó tạo ra một cái khung form để các anh các chị nhìn nó, khung form màu đỏ. Chúng ta nhìn thấy không? Vâng. Đấy, bây giờ mình về lại mục code nhá. Về lại mục code để các anh các chị theo dõi này. Đây này, nó vừa mới tạo ra một cái form, chính là cái khung form này mình vừa mới. Khung form màu đỏ này. Đấy, thấy chưa? Nha. Vậy thì bây giờ, sau khi chúng ta tạo ra khung form rồi, các anh các chị đưa con chuột vào cái khung form này. Các anh các chị viết chữ email. Đúng chưa? Hai chấm xuống dòng. Nhưng các anh các chị thấy là khi chúng ta muốn cái chữ email nó nhấn enter xuống dòng ấy mà nó không bị cách nhiều như này thì các anh các chị sử dụng cái gì nhỉ? Cái gì? Shift enter. Sử dụng cái gì? Cách nhiều. Shift enter. Shift enter à? Nếu các anh các chị mà enter luôn này này, các anh các chị lưu ý nhấn enter luôn nhá, thì nó để ra một cái khoảng đây, các anh các chị tạo thêm cái một cái ô cho phép chúng ta nhập dữ liệu đây này, thì cái khoảng nó sẽ tương đối là rộng này. Bây giờ mình muốn cái khoảng cách này nó hẹp, cái chữ email với lại cái ô nhập dữ liệu này nó hẹp lại, thì các anh các chị dùng cho mình kiếm shift enter dạ. Để nó bây giờ để chèn ô nhập học tìm học làm như thế này dạ. Đến đây các anh các chị không cần lựa chọn cái gì ở đây cả, anh các chị chọn ok luôn. Ok chưa? Thì khi đó khoảng cách giữa cái chữ email với lại cái ô nhập dữ liệu này nó không bị rộng đúng không? Thì chúng ta nhấn phím shift enter nha các anh các chị nhá. Tương tự như vậy các anh các chị sẽ nhập ô email với gì nhỉ? Email và mật khẩu đúng không? Email và mật khẩu, mình viết chữ mật khẩu. Đấy, mật khẩu. Sau đó chúng ta lại chèn thêm một cái ô text field nào, text field để cho phép chúng ta nhập dữ liệu đúng không? Đấy, cái ô cho phép chúng ta nhập dữ liệu. Đến đây thì các anh các chị không cần phải lựa chọn gì ở đây cả. Chúng ta chọn ok luôn. Dạ. Và bây giờ đến cái nút cuối cùng. Nút cuối cùng. Đăng nhập. Đấy là chưa vừa nãy cô nói cô không làm cái đăng nhập. Cái gì các anh các chị để tạo nút custom. Insert chọn bút từ mà không bây giờ bắt đầu enter chứ anh các chị lại vào form sau đó các anh các chị chọn bắt từ đúng không nào form bây giờ chúng ta insert vào form. Insert chọn form button. Và button chọn bút bắt từ đấy nhấn ok luôn nhá. Đấy, nhấn nút vậy thì đấy, bây giờ các cái nút này các anh các chị lưu ý này bây giờ các bạn anh các chị về cái mục code. Đây, các nút
mà các anh chị vừa mới tạo, các đối tượng ở trên form mà các anh chị vừa mới tạo ra, nó là toàn bộ cái phần mình đang bôi u đen này. Đấy. Nhất là cái ô cho phép nhập email này, ô cho phép chúng ta nhập mật khẩu này, được chưa? Và một cái nút button, nút này là nút button, được chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ thay đổi các thuộc tính cho nó nhá. Tại sao chúng ta lại phải thay đổi cái thuộc tính cho nó làm gì? Chúng ta thay đổi các thuộc tính để lát nữa chúng ta sẽ phải gọi đến các đối tượng ở trên form. Chúng ta sẽ phải gọi đến các đối tượng trên form. Thế thì để gọi các đối tượng ở trên form thì chúng ta thay đổi thuộc tính như sau. Nhất là cái ô này. Cái ô này. Được chưa? Cái ô này thì các anh các chị, và cái ô này nữa, để gọi được cả đến hai cái ô này. Gọi đến hai được hai ô này thì các anh các chị thay đổi cho mình cái mục name này. Trong mục name này. Đấy, các anh các chị thay đổi. Tức là nó sẽ thực hiện phân biệt các ô với nhau thông qua thuộc tính name. Được chưa? Ví dụ như ở đây txt email. Đấy, mình đặt lại tên cho nó nhá. Txt email, và cái ô tiếp theo là txt mật khẩu. Nào bây giờ các anh các chị đặt lại thì cho mình tên của hai cái ô này. Tên của hai ô này. Một cái là txt email và txt mật khẩu trong mục name. Thôi mật khẩu anh viết chữ mạc ra. Đó là tên biến nên mình không được. Mật khẩu viết MK thôi, không được viết dấu. Sau đó bây giờ cái nút đây này, cái nút button. Đây các anh các chị, là nút submit này. Bây giờ mình chuyển nó thành nút đăng nhập. Thì chúng ta sẽ chuyển nó như thế nào? Đó, các anh các chị đặt lại cái nút submit này thành nút đăng nhập cho mình nhá. Vâng, cái ID đấy chưa. Cái đấy tí nữa cô đặt lại nút submit thành nút đăng nhập. Tí nữa phải đây, sửa cái ID. Đây là nút này thành nút đăng nhập này. Không, đây này, đăng nhập đây rồi. Sửa chữ value thành đăng nhập. Vâng, value là tên của cái... Đây, cái này là sửa chưa? Dạ. Chưa, đấy, cô chưa, cô đang nói vậy. Đúng không? Nút submit này, bây giờ các anh các chị muốn đổi thành nút đăng nhập thì các anh các chị đổi như nào? Đổi chỗ nào? Trong mục value này thôi, đúng không? Các anh chị đổi thành đăng nhập. Được chưa ạ? Như vậy là chúng ta đã tạo xong cái form. Được chưa? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ học tiếp. Thôi gì? Thì nó có cái method. Method đây. Method của chúng ta đang là code, nó mặc định là post. Đúng không? Đấy. Nó có một action. Action cái chỗ này nó chưa có cái gì. Được chưa ạ? Vậy thì lát nữa chúng ta sẽ quan tâm đến hai đối tượng này. Ta sẽ quan tâm đến hai đối tượng này. Vậy thì hai cái đối tượng post và get nó khác nhau như thế nào? Nó khác nhau như thế nào? Khi người dùng tiến hành submit form. Submit form tức là gì? Tức là khi người dùng nhập điền thông tin vào form, sau đó nhấn vào nút submit ấy để gửi thông tin đến server. Thì cả hai cái phương thức này đều tiến hành gửi dữ liệu đến server. Tức là gì? Đây các anh các chị nhìn, quan sát ở trên đây. Bây giờ mình sẽ thực hiện đây. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện nhập dữ liệu vào cả hai cái ô này, ô email và ô mật khẩu. Sau đó nhấn vào nút đăng nhập. Thì khi chúng ta nhấn vào nút đăng nhập, mà chúng ta thực hiện cái method này này, nó là post hoặc là nó là get, thì cả hai cái dữ liệu mà chúng ta nhập vào đây này, nó đều gửi đến server nhá, đều gửi đến server. Vậy thì nó giống nhau là dữ liệu khi chúng ta nhập vào hai cái ô này nó đều gửi đến server. Nó đều gửi đến server. Được chưa? Thế nhưng nó khác nhau ở chỗ nào? Nó khác nhau ở chỗ nào? Nó khác nhau ở chỗ nào? Thì các anh các chị quan sát ở trên màn hình. Đối với phương thức post
thì khi chúng ta gõ tên của cái trang mà chúng ta cần gửi đến thì trên cái đường link hay là trên cái ô địa chỉ ấy, nó sẽ thực hiện gửi ngầm hai giá trị email và mật khẩu của chúng ta nhập vào, nó sẽ thực hiện gửi ngầm đến server. Nhưng đối với phương thức ghép thì giá trị chúng ta nhập vào là email hoặc là mật khẩu thì nó sẽ hiện ở đây, email là cái gì thì nó sẽ hiện ở đây và mật khẩu là cái gì thì nó sẽ hiện ở đây, được chưa? Nó sẽ hiện luôn ở trên thanh địa chỉ. Vậy thì cái việc mà chúng ta dùng post hay là dùng get ấy, nó đều cho phép chúng ta gửi thông tin đến server. Nhưng post này này thì nó gửi ngầm, còn cái get này này là cái thông tin gửi nó sẽ hiển thị luôn ở trên cái thanh địa chỉ cho chúng ta nhá. Nó hiển thị ngay ở trên thanh địa chỉ. Thế thì nó hiển thị như thế nào thì chúng ta sẽ làm tiếp trong cái đây các anh các chị. Thứ nhất là các anh các chị gõ cho mình cái làm cho mình cái như sau để chúng ta xem là nó khác nhau như thế nào. Nào, bây giờ về cái form này, các anh các chị gõ cái post này cho mình, method bằng post và cái action anh các chị gõ cho mình là ví dụ như là đến cái trang hiển thị .php. Nào, bây giờ chúng ta phải tạo ra cái trang hiển thị này nhá. Trước hết là lưu cái bài này lại đã. Nào, ta lưu cái bài này lại nào. Ta chọn file, chọn save này. Hiển thị .php. Lưu và lưu ý là chúng ta lưu vào trong khu mục .php nhá. Ví dụ như là cái bài này chúng ta đặt tên là form 1 chẳng hạn. Đấy, form 1 Control S. À, đuôi của nó là PHP nào. Form 1 PHP. Chọn save. Vậy thì lưu vào bài tập nhá. Form 1 dạ. Không, nó vẫn như ở cái thằng này. Ta vừa mới lưu cái bài này là form 1 PHP. Đây tên ở đây. Bây giờ chúng ta tạo cái trang hiển thị. Nào, các anh các chị vào file, các anh các chị tạo, chọn new. Đấy, để các anh chị tạo ra cái trang. Mình phải chọn trang hiển thị. Ví dụ như là bây giờ chưa thực hiện lập trình gì cả, bây giờ các anh các chị chỉ làm cho mình cái thao tác là in ra cái thông báo đây là trang hiển thị trước đã nhá. Nào, in ra thông báo thì các anh các chị dùng cái echo lưu một thằng mới. Đây là trang anh tạo một thằng mới hiển thị lưu chọn PHP. Nào, xong sau đó bây giờ các anh các chị thực hiện chạy cái form 1 này cho mình. Giữa border, anh các chị làm bằng đấy trước, sau đó chạy cho mình cái form 1 và đi gõ PHP tạo trang hiển thị. Nào, bây giờ chúng ta phải tạo trang hiển thị xong thì anh các chị phải lưu nó lại nhá. Lưu cái trang này là trang hiển thị nào, đặt đúng cái tên. Ở kia chúng ta viết là hiển thị thì ở chỗ này chúng ta cũng phải viết là hiển thị, viết trang hiển thị như nào thì chỗ này chúng ta phải viết in vậy nhá. Nào, cho gõ đây là trang hiển thị. Đây này các anh các chị này, chữ hiển thị ở đây nó phân biệt chữ hoa chữ thường nhá. Ở cái form này chúng ta viết chữ hiển thị như thế nào thì chúng ta đặt tên bài hiển thị này y như vậy nhá. Chữ h này mà hoa thì ở đây cũng phải là hoa nhá các anh các chị nhá. Nào, bây giờ các anh các chị tạo thử hai bài đấy sau đó chạy xem mà nó ra cái gì. Chấm phẩy ạ. Để chấm phẩy. Vâng, anh Canton S tên là hiển thị. Đặt là hiển thị. Nhưng cô bảo là hiển thị và hiển thị vâng. Chữ hoa. Không, bên kia anh gọi hiển thị thường mà. Cái chỗ lúc nãy anh gọi là hiển thị thường, bây giờ anh phải hiển thị thường. Phải thôi, đúng không? Vâng, save vào. Phải à? Vâng, save vào. Bây giờ mở cái bài cũ ra là chạy. Chạy cái bài form này anh. Chạy cái bài form ấy, chạy cái form bằng cái lệnh của web đấy. Đây ạ. Vâng, trên trang web đây. Đấy gì? Vâng. Cô nháy đây không? Yết chưa? Ở đây vì phải lưu lại mà. Cái gì vậy? User name slide. Cái này thì anh cứ save vào xem. Đây, vừa nãy đây mình bỏ chạy này. Thì nó hỏi cái này. Ấn chạy như là trang web bình thường ấy. Ý là cái này. Vâng. Bấm vào đây à? Vâng, anh cứ chọn đi xem. Cái gì server. Anh cứ save vào xem này. Ok.
Mình chưa chạy trên cái kiểu trước đây anh vẫn chạy trên cái kiểu này, anh chạy được. Nó cũng vậy à? Cũng chạy được. Cái kiểu gì đây? Đây đây, nó chạy rồi đây. Không, nó chạy nó phải ra cái form chứ. Nó đây nó chạy ra mạng nguồn không? Có một số anh chị đã xong rồi đấy. Nó chạy ra cái form này anh. Hiển thị trang PHP. Đâu đợi anh xem. Mật khẩu đánh 1 2 3 4 5 kia đi liên tung. Vâng, đăng nhập. Ấn vào đăng nhập thì nó sẽ hiển thị, nó phải gọi ra cái trang là đây là trang hiển thị ấy, đấy, kiểu vậy ấy. Đây là đang chưa chạy này. Gì cho nó khác gì không nào? Bây giờ các anh các chị thay đổi lại cho mình cái mail code của nó là get, xem là nó khác gì so với cái việc ta dùng post nào. Anh chị thay đổi lại xem nào. Nhưng mà nó khác cái đường dẫn thôi ạ. Nó vẫn ra cái trang đấy đúng không? Nhưng mà nó ở trên cái thanh công cụ của nó có khác không? Có ạ. Rồi. Nó sẽ khác đấy ạ. Nào tất cả các anh chị đã thực hành đến đấy chưa? Đã làm xong đến đấy chưa? Rồi con. Có cần phải chữa không các anh các chị? Cái này chỉ là thực hành để chúng ta xem cái post với lại cái ghép nó khác nhau như nào thôi. Đúng không? Đây này. Cái post khi chúng ta gửi thì nó hiển thị đúng cái trang hiển thị .php. Nhưng khi chúng ta chọn cái get ấy, phương thức method bằng get, thì ở cái chỗ này là hiển thị .php. Sau đó đến cái gì? Đến cái gì ở đây nhỉ? Email bằng cái gì đấy, đúng không? Và cái mật khẩu bằng cái gì đấy, tức là nó hiển thị luôn ở trên cái thanh công cụ này cho chúng ta biết là cái mật khẩu và cái email của chúng ta gửi đi nó là gì, nó bằng giá trị gì. Nhưng đối với cái post này, cái email và cái mật khẩu nó không hiển thị ở đây mà nó gửi ngầm đến server. Chưa? Còn ở đây là email và mật khẩu nhập như thế nào thì nó sẽ hiển thị luôn ở trên thanh công cụ và nó cũng gửi đến server. Vậy thì post và get người ta sẽ dùng cái nào? Nếu trong trường hợp không cần bảo mật thì chúng ta có thể dùng get để chúng ta ghi ra cả. Còn mật nếu khẩu trong trường hợp mà cần bảo mật thì chúng ta dùng cái post này. Này. Mình ấn đăng nhập nhá. Nếu cần bảo mật thì chúng ta sẽ dùng cái post. Còn nếu không cần bảo mật thì các anh các chị dùng get cho mình. Được rồi. Được rồi. Khuyên là mình chạy trên anh các chị nên dùng get. Chạy trên cái thằng này. Nên dùng get. Chạy trên thằng này. Vậy em gửi cho cô chưa? Gửi rồi anh. Đây chạy trên này này. Đánh nó ra này. À nó ra cũng no cửa hấp. Vâng. Đúng không? Nó cũng phải chạy vậy. Vâng. Cũng chạy như kiểu vừa rồi đúng không? Vâng.
đã thực hành được đến cái này không? Có thật cần phải chữa, phải nói lại không ạ? Có cần phải chữa làm lại một bài mẫu cho em xem lại. Không phải làm mẫu nữa. Vâng. Báo cho cô chưa? Hả? Quy Minh gửi rồi. Rồi chúng ta sẽ làm, em sẽ làm mẫu lại cho kia, chị. Cái lúc đấy. Bây giờ lại đưa vào đây, anh lại Ctrl Shift S đi anh. Ôi em hỏi cô chút nào. À Shift cứ hỏi cờ đi S. Và cái thuộc tính ID của mỗi một đối tượng thế nào chị ạ cô? Cái ID nó là cái định danh, cái định danh để mình phân biệt giữa thấy các giá trị nọ, à giữa các ô nọ, giữa ô kia ấy. Nhưng các ở trong đây là lên chưa? Nhưng ở trong đây thì chúng ta dùng name để chúng ta định danh. Đối với cái Dreamweaver này thì chúng ta có thể định danh qua name. Được chưa ạ? Vâng vâng. Được. Bọn ông ở đây thế. Tại em không gửi. Lúc nãy mình gửi đi đầu tiên này. Đây chỗ này gửi đây này. Này. Không gửi này thôi. Chị là mật khẩu để chúng ta hiển thị được cái email, cái mật khẩu ở trang hiển thị. Được chưa ạ? Làm sao để chúng ta lấy được cái giá trị là email và mật khẩu ở cái trang trang đăng nhập ấy. Cái bài bài này này mình phải sửa cái bài mà vừa để lấy sang đi trang là giá trị hiển thị chúng đấy. Ta hiển thị ra cái email và cái mật khẩu mà chúng ta vừa mới nhập. Lưu cái giá trị. Được chưa ạ? Thì nó có một cái cách để chúng ta lấy. Đó là đối với cái form mà phương thức hay là method của nó là bằng post thì chúng ta sẽ sử dụng cái dấu đô la sau đó đến post để chúng ta lấy cái giá trị của cái ô ở trong cái form chúng ta vừa mới nhập. Còn đối với phương thức là get thì chúng ta sẽ sử dụng đô la get. Được chưa? Coi nó là biến. Hoặc các anh chị có thể sử dụng đô la request cho cả hai trường hợp. Request là câu trả lời. Dù sử dụng post hay là get thì chúng ta đều có thể sử dụng cái đô la request này để các anh các chị lấy dữ liệu ở trên form. Được chưa? Nhá. Thì đấy là cái cách để lấy dữ liệu. Ví dụ muốn lấy dữ liệu ở cái ô login. Ô login là cái ô mà chính là cái name của nó bằng login ấy. Và cái password của nó cái name của nó bằng password ấy. Hay mình đặt là txt email và txt mật khẩu ấy. Được chưa? Thì các anh các chị sẽ dùng $post sau đó đến tên của cái ô cần lấy dữ liệu. Được chưa? Tên của ô cần lấy dữ liệu. Nếu trong trường hợp các anh các chị dùng method của chúng ta là post, còn nếu mà method của chúng ta là get thì các anh các chị có thể sử dụng nó tổng thể không cần biết get đô la get sau đó đến tên của cái ô. Được chưa? Tên của ô của chúng ta là txt email txt mật khẩu. Được chưa? Hoặc các anh các chị có thể sử dụng đô la request trong trường hợp các anh các chị sử dụng get hoặc là post. Cái đô la request này nó dùng được cho cả hai cái. Được chưa? Cả hai phương thức là post và get đều dùng được request. Được chưa? Nhá. Vậy thì ở sang cái trang hiển thị các anh các chị thực hiện lập trình hay là các anh các chị viết cái đoạn mã code của PHP để lấy dữ liệu của cái mà trang được, là cái trang form mà chúng ta vừa mới nhập bằng cách các anh các chị sử dụng người cho sau đó đến cái phương thức method. Nếu trong trường hợp method của chúng ta là post thì chúng ta sử dụng đô la post, sau đó cái ô name hay là chính là cái name của chúng ta vừa mới nhập ấy nó là cái gì ở đây thì các bạn đặt tên name là cái gì để các bạn đưa vào đây để chúng ta lấy dữ liệu. Được chưa nhá? Thế thì căn cứ vào cái phần này bây giờ các anh các chị mở trang hiển thị ra, các anh các chị soạn hiển thị bên này. Đây là trang hiển thị. Để ta cái trang hiển thị này. Đấy xong rồi hiển chỗ thị. Mà đây là cái này email. Anh chọn này là đô la code. À đô la request request đi. Đưa vào đâu?
đây từ ai đây. Nhỉ, ai nói tắt mic đi để chúng ta hiển thị ra cái email và cái mật khẩu mà các anh các chị vừa mới nhập được chưa ạ? Sang trang hiển thị các anh các chị dùng câu lệnh echo với giá trị post hoặc get hoặc request mà chúng ta đã thay đổi ở trong mục method để các anh các chị hiển thị ra cái request email và cái mật khẩu là chúng ta vừa mới nhập. Đến lúc mình đổi chưa các anh các chị làm mình đấy nhá. Mình có get thì bây giờ mình bot. Đâu là get được bot bot chứ không lấy là mình làm gì ạ? Mình là dùng get, lúc nãy là cuối cùng là em dùng get còn get. Không bây giờ get hoa hay là get thường này? Get hoa này. Đây. Get luôn bên đây là em get thường. Các anh chị hỏi hiểu ý không nhỉ? Có hiểu ý mình nói không? Tức là bây giờ mình sẽ nhập dữ liệu từ cái trang form này này. Thì mình đi get thường đi. Mình sẽ nhập dữ liệu từ cái trang form này. Đấy. Mình nhập email vào đây, nhập mật khẩu vào đây, kích vào nút đăng nhập. Nó sẽ sang cái trang hiển thị để nó hiển thị email và cái mật khẩu thị này bây giờ chúng ta không biết cái dòng e cho đây là trang hiển thị nữa mà các anh các chị thay cái dòng e cho này bằng cái đoạn lập trình để chúng ta hiển thị ra cái email và cái password chúng ta vừa mới nhập. Đây mình đã hướng dẫn cách làm ở trên đây, nhưng ở đây cái ô mà người ta đặt nó là login và password của ô của chúng ta đặt là t tên chúng ta là txt email và txt mật khẩu. Được chưa?